Chúng ta rút gọn biểu thức x sơ lập cộng x sơ bình cộng x sơ cộng 1 chia x sơ bình phương cộng x sơ trong điều kiểu biểu thức này có nghĩa. Thì ở đây ta sẽ viết V bằng. Ở đây x sơ bình cộng x sơ đặt x sơ là nhân tử chung. Thì đây sẽ là x sơ cộng cộng 1. Ok. Rồi đặt x sơ bình làm nhân tử chung. Thì đây là x sơ cộng 1. Cộng với đây có x sơ cộng 1. Ok. Và đến đây nhân tử chung là x sơ cộng 1, x sơ cộng 1. Ta rút gọn giờ này cho x sơ cộng 1. Hoặc là đặt x sơ cộng 1 làm nhân tử chung. Thì đây x sơ bình cộng 1. Trên x sơ nhân x sơ cộng 1. Hai cái biểu thức này tôi rút gọn. Nên kết quả đây là bằng x sơ bình cộng 1 trên x sơ. Vậy chỉ ra P bằng chương này. Các bạn nhé.